Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Video tiếp theo trong ngày hôm nay giới thiệu đến các bác một chiếc Omni nghe nhạc của hãng Denon có tên là BMA910V. Đây là dòng Omni được thiết kế khá là gọn gàng với size chiều ngang là 43 và chiều cao là 9 cm. Hàng bãi về tình trạng còn khá đẹp, nguyên zin và em đã test hoạt động tốt mọi chức năng. Đây là chiếc Omni với giá tiền vừa phải và chất âm hay và rất dễ ghép Omni, có thể đánh những cặp loa bass 20 hoặc là 25. Model BMA910V. Đây là công tắc bật tắt nguồn. Âm đi này có thể đánh cầu A hoặc cầu B, đánh hai cặp loa, tuy nhiên là đánh cầu A hoặc cầu B các bác nhé. Và đây là các đường tín hiệu xuất ra, và đây là đường vào CD, phone, video, video 1, video 2. Nâu nớt. Âm đi này không có chỉnh bass jack riêng mà tích hợp trong cái volume nâu nớt này, mặc định là ở giữa đó. Các bác nghe thấy nó nhiều bass, nhiều jack thì các bác có thể giảm bớt đi. Ba lăng cân vế. Đây là volume to nhỏ. Đây là lắp lưng của Omni các bác nhé. Và em quay qua phía sau của Omni. Denon BMA910V. Số series là 5767. Omni chạy điện 100V và công suất 75W. Và các bác có thể chơi những cặp loa Nhật có công suất vừa phải, bass 20 và bass 25, những dòng loa cổ của Nhật đánh rất tốt. Cầu bắt dây loa với trên là một cầu A một cặp và dưới cầu B một cặp. Đó, các bác có thể chơi hai cặp loa A hoặc B. Các cổng âm thanh vào CD, video 1, tuner, còn có video 1 đây các bác, đây là video 2 đó, tập 1, tập 2, đây là đường xuất ra. Và có thể đánh loa từ trở kháng từ 6 ohm cho đến 16 ohm. A cộng B là 12 đến 16 ohm. Và em sẽ quay qua nội thất bên trong của Omni. Omni chạy 4 sò SK. Vâng, hàng về thì vẫn còn nguyên bụi nhé. Này em chưa vệ sinh.
Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái bụi nó bám vẫn còn rất là nhiều luôn. Cái này nó bụi ở bên Nhật, nó như là bụi công nghiệp. Các bác có thể dùng máy sấy, sấy thì nó sẽ bay hết luôn. Nó không phải như là bụi bẩn như là ở Việt Nam. Nên là rất dễ vệ sinh. Bột sò SK vẫn còn zin. Các bác có thể nhìn thấy keo nó vẫn rất là đẹp. Bao zin cho các bác. Bị đáp luôn. Cái này các bác vệ sinh qua là đẹp luôn. Mọi thứ vẫn còn nguyên zin. Vâng, em xin test qua chất âm. Và em đang ghép tạm với cặp loa Bát 20. Lọc lướt này em chỉ bật lên số 3 nhé. Ok, vâng, công suất 75W nhưng đánh rất khỏe các bác nhá. Đàn ông nhỏ nhưng có võ. Chất âm hay. Bass check nên rất tốt. Bass luôn là thế mạnh của âm đi đàn ông. Vâng, giá bán cho chiếc âm đi chỉ có 1 triệu 300. Vâng, giá không đâu rẻ hơn một chiếc âm đi hàng bãi hoạt động nguyên zin. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại ở trên bài. Giá bán em đang ở trên bài, các bác thấy được thì